Gã thanh niên ngang nhiên bẻ khóa xe máy trước mặt 5 người dân đang ngơ ngác đứng nhìn. Mới đây, mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên ngang nhiên trộm xe máy trước mặt nhiều người dân, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Nạn nhân muốn thông qua kênh Sài Gòn TV để chia sẻ đến với nhiều người nhằm cùng nhau nâng cao cảnh giác. Theo đoạn clip ghi lại, hai nam thanh niên đi trên một xe máy và dừng trước một quán ăn. Đối tượng ngồi sau tiếp cận xe máy trước quán ăn rồi bẻ khóa, còn đồng bọn thì đứng bên ngoài để cảnh giác mọi người xung quanh. Đáng chú ý, có rất nhiều người bước ra từ quán ăn đến khu vực để xe, thế nhưng nam thanh niên vẫn thản nhiên bẻ khóa. Lúc này, một người đàn ông đứng gần phát giác nên xông lại thì bị kẻ trộm đe dọa. Những người phụ nữ thấy vậy hốt hoảng tháo chạy ngược vào quán. Người đàn ông đưa chân đạp vào xe của nạn nhân để ngăn cản kẻ trộm nhưng bất thành. Tên trộm lúc này đã cao bay xa chạy. Theo thông tin cập nhật được, chiếc xe này là của anh LTVA, 38 tuổi, quê Bình Thuận. Trước đó, tối ngày 10 tháng 6, anh cùng vợ và con đến quán ăn trên đường Phan Văn Hớn để dùng bữa. Anh VA đã cẩn thận khóa cổ, khóa từ chiếc xe của mình nhưng vẫn bị lấy trộm. Anh VA cho biết, chiếc xe mua với giá gần 40 triệu đồng hồi đầu năm là tài sản phải dành dụm nhiều năm mới có được. Tôi chia sẻ câu chuyện, hy vọng tìm được chiếc xe là phương tiện mưu sinh của mình. Anh VA buồn bã nói. Sau khi bị trộm xe máy, anh A đã đến công an trình báo. Hiện cơ quan công an đang truy sát điều tra vụ việc. Quả thật trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vườn đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Còn bạn, bạn thấy sao về pha trộm cắp này? Comment cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.